Vâng AC, vâng bên kia là A, vâng bên kia là hit hit, bên mình là AC hit. Kèo cân thì chặt. Cân thì chặt sẽ lợi thế mình một chút khi mà mình có AC. Vâng có thể gọi là đẹp hơn một chút. AC hit bên họ là 2 AC. Bên họ 2 hit bên mình 2 AC. Vòng bài cực đẹp đến từ AC, vòng tươi rồi. Trận này AC sẽ là người chém. Khá ổn bài đấu này. Và các bạn hãy chờ một chút để mình có thể một vài công tác kỹ thuật trước khi chúng ta đến với những diễn biến chính của trận đấu này. Và mình sẽ để mảnh máy của game thủ No 1. Và anh em mà muốn giới thiệu gì thì hãy kết bạn Facebook Tiểu Phạm. Và sau đó muốn giới thiệu gì thì giới thiệu sau. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào trận đấu này. Một bài mà No 1 đủ đồ từ rất sớm. Không có quả phụ chưa? Không, như vậy là chưa có quả phụ, nghĩa là chưa đủ đồ. Vẫn thiếu một đồ nữa. Mà đồ trong thời gian vòng gió sớm này nó cũng khá tươi rồi. Một bầy hiêu đang lùa về cực kỳ đẹp dành cho No 1. Có thêm hai voi. Và chuẩn bị sẽ đánh một cái bài mà chẹp. Vâng, AC đánh chém. AC cũng là một quân chém khá tuyển. Cũng là một quân chém tươi tuyển khi mà AC nó có những nông dân đi nhanh như kiểu IA. Có gọi là giả IA thì cũng không quá. Một tội là những con lạc đà của AC nó không quá ghê gớm thôi. Nó như lạc đà bình thường. Và đây là màn hình máy của Chip Boy. Một Chip Boy nhà khá khung rồi, phải đấu cầm cung hit đi 22 dân. Và Chip Boy đang có bãi quả phụ. Vâng, cái gì đây? No 1 đang mở có giải ép đời. Vâng, xem trận hiếu này nào. Vâng, có cái gì rồi mà giải ép đời. Vâng, 3 voi. Vâng, 3 voi một hiếu, 21 dân. Thế như vậy là No 1 sẽ quyết định ép như thế này, chứ không phải là ép theo cái kiểu mà thêm đồ. Vâng, bằng này đồ thì đủ với 21 dân, chắc chắn là như vậy. Không biết 7 hiếu mấy nhỉ? 7 hiếu 7 à? Vâng, 7 thì tươi. Thế quả cũng 7 nữa, thì mát. Vâng, thế đủ đồ, thậm chí là còn khỏe. Vâng, sẽ có con ngựa giò công giáp. Vâng, bên kia. Vâng, 8%. Vâng, quýt cũng 12%. Vâng, không phải dạng vừa. 12% cũng là một bài rất giàu đối với quân trong map này. 12% là khoảng tầm 1 vòng rưỡi. Vâng, BL. Và đừng nói với tôi là kích 8. Vâng, đừng nói với tôi là kích 8 thì lại bịp quá. Vâng, 8 không? Vâng, No đang làm một cái điều mà tôi không thể tin nổi. Vâng, liệu đó có 8 không? 8 không? 8 không? Không, người sang 9 rồi. Không, người 903. Vâng, ép đời hơi kinh lừa tiểu. Mà trận này tôi ép về 830. Mà quả đấy dồn dân thì khả năng dồn dân đập thì khả năng sẽ là 8. Mà hơi ít dân đập nên nó sang 903. Nhưng mà thứ 3 nó cũng siêu sớm rồi. Mà siêu sớm. Bây giờ thì bắt đầu vẽ ruộng tại nhà một bài mà vòng một khó lắng là bánh một bên là từ đầu thôi, nên là cho 4 dân nào vàng là chuẩn xác. Bắt đầu đi vẽ thêm ruộng. Vâng, theo thông tin nhận về thì bên kia một nhà trên đời, hit team kia trên đời.
không, bên kia là hai hit nhưng mà không biết là ông nào trên đời. Như vậy là mùa 7 lên đời rồi, mùa 7 giờ cũng ít lên đời, là không phải là cái việc nó quá khó hiểu. Vâng, đây thì nó 1, ba này nó 1 ra 1 L khỏe lắm, bị vẩy 3 chiếc E siêu nhanh. Nhưng mà nó 1 cũng không phải tay vừa. Tôi xin lỗi tôi hoàn thành mơ. Đấy, vào đây. Vâng, con ngựa giò này xưa đây mất tay. Úi giời ơi, vâng, ít nhất phải làm thằng dân, vâng, ít nhất phải làm dân chứ. Tôi là con ngựa không giáp, không cho tôi thằng dân nào thì cũng bịp quá. Rồi, một thằng. Còn cái gì đây, vậy ạ? Vậy của chúng tôi này, vâng, ít nhất là hai thằng. Con ngựa đã lên xong rồi, bây giờ thì con ngựa giò đã được đẩy đi. Vâng, không như họ bò kín được vậy, vâng, bị vậy em, rất khó chịu. Vâng, thì Quýt cũng là một tay vẻ khá tốt đấy chứ. Không sao, vâng, mình vẫn có lợi thế, vâng, một rùa một lờ ra đều. Con giò công giáp. Vâng, chưa cần đánh xe quá vội. Vâng, bây tăng dân ở vàng dần đi vừa, bởi mình chuẩn bị có phù. Tăng dân ở vàng đi vừa, đúng rồi. Quýt chạy lên trên à, chạy lên trên thì chạy vào quận. Lên quận luôn, được chưa? Ở đây rồi. Ây da. Thôi khả năng tạc cánh đầu luôn. Họ có cái tên ảo thế nhở? Họ có cái tên tương ảo trong cái tên này. Và khả năng sẽ là BL thứ hai. Vâng, cứ bình tĩnh thôi. Vâng, nó đang rất khỏe cái bài đấu bằng AC cái 9003 của mình. Bây giờ tăng L thứ hai, đúng rồi. Không cho gỗ được để tăng L thứ hai, đánh con phê. Tham 27. Vâng, đây là nhà mùa 3. Mùa 3 là người gầm hitty và đánh cung. Bên kia là một hitty anh chém rồi. Không cần phải tạt. Nó yếu như sên nên tạt vào mắt. Bánh xe. Vâng, nhưng mà hitty có vẻ kín à? Kín không? Ai thấy trận này tương đối giống nhau, một AC một hit đánh chém. Nhà mùa 3 đẹp thế à giời. Mà không đẹp khả năng chết luôn đấy. Đi vòng tốn rất nhiều thời gian. Vâng, 7 tạt nhưng mà khả năng không tạt được đâu. Rồi, rô luôn. À, như vậy là mùa 7 nhận thấy là có vẻ như là sẽ bị một tên chéo cánh nên là sẽ sang đỡ luôn, nhưng mà không đỡ được đâu. Không bao đỡ được, rồi đây rồi. Khả năng hở tên này thì rất là mát. Đừng. Rồi, không phải le, chưa phải le đâu nhá. Rồi, vào thôi. Phản lớp phải khá nhanh. Ơ, nhưng tên này có hở không, hở không? À không, đi bắn cung nào thôi. Bắn cung nào thôi để Phil Holly nghĩa là liên minh. Vâng, liên minh thì sửa kiểu gì tên này. Vâng, tên này quá đâu lạc này. Vâng, đỡ hộ tôi gái. Vâng, Van Lớp Brisai tỷ số là 3-2 dành cho team Genji ở trong CEO đầu tiên. Một trận một kích siêu sớm của AC No1. Vâng, quá sớm trận đấu này.